Trung đoàn, một thời chiến trận, hồi ký, tác giả Hồ Hữu Lạng, số 6. Ngày 27 tháng 3, đồng chí Nguyễn Văn Nhuận, bí mật, cùng tổ bộ binh dùng B-41 bắn cháy một xe tăng, diệt 7 tên lính Mỹ trên xe. Ngày 29 tháng 3, tổ bộ binh đồng chí năm phục kích diệt 3 tên Mỹ trên đường chúng vào bìa rừng chốt bảo vệ bọn làm đường. Bằng kinh nghiệm của một cán bộ công binh, ban đêm tôi dẫn các đồng chí trung đội trưởng Nguyễn Văn Hanh, trung đội 1 và đồng chí Phạm Văn Tắc, trung đội 3 đi giày Mỹ ra đường 12 Giải Phủ đánh xe tăng. Mìn tăng là loại chúng tôi tự tạo bằng thuốc nổ 4 Mỹ, pin PRC25 Mỹ. Tôi chỉ xin đại đội 17 Công Minh một số kíp điện làm công tác bằng gỗ trên gói bộc phá 4 kg thuốc nổ C4. Địch không thể dò được. Trong các ngày 19, 20, 21 tháng 3, mìn tự tạo của ta đã làm lật nhào ba xe tăng Mỹ trên đường 12 đoạn Bình Điền, Động Tranh. Tháng 4 năm 1968, ta chuyển sang chủ động tấn công địch trên đường 12. Ngày 4 tháng 4 năm 1968, Trung đoàn giao cho Đại đội 3 Tiểu đoàn 7 tổ chức một trận phục kích tiêu diệt đoàn xe vận chuyển từ Bình Điền lên Động Tranh. Đại đội triển khai phục kích với chiều dài khoảng 150 đến 200 mét phía tây đường 12 chặn đầu ở dốc 7 do đại đội trưởng chỉ huy khóa đuôi phía sau là tổ B41 đồng chí Phan Công Niết quê Thọ Xuân Thanh Hóa xạ thủ và tổ bộ binh đồng chí Nam đoàn xe đi đông thành đội hình dài khi đại đội Mỹ lọt vào trận địa bộ phận chặn đầu nổ súng đồng chí Phan Công Niết chỉ bằng một quả B41 từ phía đông đường bắn cháy cắt ngang chiếc xe tăng số 3 bọn lính lợi dụng ta luy đường phía tây nằm dạp chĩa súng về phía đông đường bắn loạn xạ. Chiếc xe tăng thứ tư cách khoảng 50 mét thấy quần khói bắn 12 ly 7 vào tổ B41. Đồng chí Niết bị thương lui về sau. Bỗng trên ta luy phía tây đường đạn cối 82, cối 120 và đạn pháo lép 105 ly công binh bố trí sẵn điểm hỏa nổ đồng loạt. Bộ binh sung phong bắn cháy hai xe tăng và một máy húc bọn lính trên đường bị diệt bộ đội vượt qua đông đường rút về đơn vị an toàn dưới tầm pháo 105 ly của địch từ phía sau bắn chặn đường 12 ta bị thương hai đồng chí trong trận phục kích này đại đội 3 diệt 4 xe 3 xe tăng và một máy húc 40 tên Mỹ ở chiến trường thừa Thiên Huế thời gian này là chiến trường rất nhạy cảm ngay hôm sau ngày mùng 5 tháng 4 năm 1968, Đài Tiếng Nói Việt Nam đưa tin chiến sự này làm cho toàn đơn vị rất phấn khởi. Đại đội củng cố, động viên chiến sĩ bám đường đánh nhỏ, nắm quy luật bọn Mỹ tuần tra và hút đường, tiếp tục giải mìn tự tạo. Ngày 6 tháng 4, Đài quan sát trung đoàn thấy mìn nổ, một xe tăng Mỹ bị lật. Ngày mùng 10 tháng 4, xe tăng Mỹ từ Bình Điền lên Động Tranh, lại bị mìn. Bọn Mỹ giải quân bảo vệ dày đặc trên đường 12, đoạn hiểm yếu chốt lại cả ban đêm. Khoảng 18 giờ ngày 13 tháng 4 năm 1968, trên đoạn đường dốc 7 giữa Bình Điền và Động Tranh, Mỹ cụm lại có một xe M113, một máy hút và một khẩu cối 81 ly. Đại đội 3 tập kích tiêu diệt trung đội Mỹ gồm 23 tên, 2 xe và khẩu cối 81 ly ngày 17 tháng 4 năm 1968, xe GMC Mỹ chở quân bất ngờ lại bị mìn nổ trên đường, xe bị lật, một tiểu đội Mỹ thương vong khi chỉ cách động tranh 500 m Ngày 19 tháng 4 năm 1968, đồng chí Phượng và tổ bộ binh Trung đoàn 3 bí mật phục kích trên đường 12 bắn cháy một xe GMC, diệt 12 tên Mỹ đi áp tải hàng trên xe từ Bình Điền lên Động Tranh, Chúng chưa kịp hoàn hồn thì khoảng 17 giờ ngày 24 tháng 4 năm 1968, đại đội 3 tập kích bọn Mỹ chốt ở đường 12, đoạn Củ Lạc cách động tranh 500 m về phía đông, tiêu diệt 50 tên, bắn cháy 3 xe M113, là một trận đẫm máu Mỹ kết thúc tháng 4 năm 1968 và Đài Tiếng nói Việt Nam cũng đưa tin ngay ngày hôm sau từ giữa tháng 4 năm 1968, sư đoàn dù 101 của Mỹ trên đường 12 bị đánh tiêu hao liên tục, xe tăng bị lật bất ngờ, xe M113 bị bắn cháy. Mỹ ở động tranh cũng bị đại đội công binh đem mìn vào cài tận ngõ và sau trận đánh diệt trung đội tham báo ngày 21 tháng 4 thì thủ đoạn tung tham báo vào hậu cứ ta của địch bị thất bại hoàn toàn. Địa bàn trung đoàn trú quân được an toàn. Thời gian này, chúng tôi chiến đấu trong điều kiện hết sức khó khăn về cơ sở vật chất, thiếu gạo, thiếu muối và đạn dược. Bộ đội hàng ngày chỉ được ăn 4 lạng gạo. Đại đội 3, tiểu đoàn 7 là một tập thể đoàn kết kiên cường ngày đêm bám đường 12 đánh Mỹ bằng mọi thủ đoạn chiến thuật. Trung đoàn liên tục biểu dương, chúng tôi rất tự hào được các đồng đội quý mến tin tưởng. Trực tiếp là ba đồng chí liên lạc đại đội, đồng chí Hằng, quê Sơn Tây, đồng chí Toản, quê Hà Đông và đồng chí Sơn, quê Thanh Hóa rất yêu mến và chăm lo cho tôi lúc ở đơn vị cũng như khi ra trận. Đồng chí Chu Văn Mày, quê ở xã Hưng Hòa, Hưng Nguyên, Nghệ An, nay thuộc thành phố Vinh, làm quản lý đại đội, chăm lo cho tôi bữa ăn, đảm bảo sức khỏe để chiến đấu. Anh dành cho tôi từng nắm cơm, tuy bằng quả trứng vịt hoặc hộp cá nấu cháo rau rừng ăn đêm cho lại sức đêm nào anh mày cũng nấu một nồi cháo cây môn thục để cả đại đội ăn cho mát ruột, dễ ngủ. Đó là những kỷ niệm tình đồng đội thân tình không thể nào quên được. Thời gian này, trung đoàn tập trung đánh địch đổ bộ lên tà lương. Tiểu đoàn 9 và tiểu đoàn 8 bám đánh liên tục. Chúng không thể nối liền, liên hoàn với động tranh 372 được. Chúng liên tục bị phục kích và tập kích trên đường 12 đoạn động tranh tà lương. Cũng thời gian này, Ban chỉ huy tiểu đoàn 9 bị trúng một quả pháo vào hầm. Đồng chí Hồ Trương, tiểu đoàn trưởng, thay cho đồng chí Trần Phồn và đồng chí Mão, chính trị viên phó tiểu đoàn hy sinh tại chỗ. Đồng chí Trần Công Trấn, cán bộ miền Nam ở tiểu đoàn 7 sang, tiểu đoàn phó, bị thương gãy một chân. Y sĩ băng bó đưa về phía sau, đường xa, chảy máu nhiều, sau đó cũng hy sinh. Còn lại đồng chí Khương Bá Cành, chính trị viên bị thương rất nặng được đồng chí Thuyên, y sĩ tiểu đoàn để lại cấp cứu tại chỗ. Hiện nay đồng chí đã nghỉ ở quê Thọ Xuân Thanh Hóa với chân phải mất bánh chè đi lại khó khăn. Bộ đội trung đoàn chiến đấu trong hoàn cảnh thiếu gạo, muối, đạn dược do địch cắt phía sau tiếp tế khó khăn. Kỷ niệm những ngày tháng năm lịch sử, lập thành tích mừng sinh nhật bác. Ngày 4 tháng 5 năm 1968, toàn tiểu đoàn 7 do đồng chí Tăng Văn Miêu, tiểu đoàn trưởng, Đồng chí Ngô Đình Niệu, chính trị viên tiểu đoàn chỉ huy tổ chức một trận phục kích quy mô trên đường 12, đoạn từ Dốc 7 lên Động Tranh. Đội hình triển khai khoảng 800m. Theo quy luật, đoàn xe tiếp tế Mỹ sẽ từ Huế lên, tiểu đoàn sẽ chặn đánh diệt một đại đội xe tiếp tế khoảng 12 đến 15 xe và 100 đến 120 tên Mỹ. Từ phía bắc đường, tiểu đoàn bí mật vượt qua Nam đường, bố trí trận địa. Đại đội 1 chặn đầu phía động tranh, đại đội 2 cắt đuôi tại dốc 7, đại đội 3 lực lượng xung phong cắt giữa đội hình, hỏa lực vận động quan sát mục tiêu, tiêu diệt bộ binh và xe cơ giới cả vận tải và xe tăng. Thời gian này, bọn Mỹ đã cho máy húc gạt hết cây cối hai bên đường với khoảng cách từ bìa rừng ra mặt đường xa 50 đến 100 m. Tiểu đoàn trưởng Miêu dẫn các đồng chí cán bộ đại đội và trung đội của cả ba đại đội nghiên cứu cách đánh, dự kiến mục tiêu và phương pháp xung phong diệt địch trên đường. Sáng mùng 5 tháng 5 năm 1968, đài quan sát báo cáo đoàn xe đi qua làng Minh Mạng, đến cầu Bình Điền thì dừng lại. Chúng dùng pháo bắn mạnh vào bìa rừng phía bắc đường, quân ta không bố trí phía bắc. Đồng thời, chúng cho lực lượng lùng sục vào cánh rừng phía nam để chốt giữ sườn cho xe đi trận phục kích bị lộ. Bộ binh ta đánh địch lùng sục vào rừng cả hai trận địa và bọn chốt đường, ta tiêu diệt 42 tên Mỹ và rút quân về phía đèo Sơn Na, Nam đường 12. Tối đến các đại đội bám nắm địch, vượt qua bọn chốt đường về hậu cứ phía Bắc đường. Ngày 12 tháng 5, tổ đại liên do đồng chí Định quê Quảng Bình là trung đội trưởng chỉ huy phục kích đường bay bắn cháy một máy bay C-130 giải chất độc hóa học ở tầm thấp. Nó lao về Huế. Ngày 13 tháng 5, đại đội đánh phản phục kích. Bọn thám báo lùng sục vào rừng, diệt 22 tên. Trong đó, tổ bộ binh đồng chí Nhuận diệt 3 tên khi chúng đi chốt về rừng. Ngày 15 tháng 5 năm 1968, theo lệnh của cấp trên, toàn trung đoàn rút qua sông bồ về động tam hanh vận chuyển thương binh súng đạn về hậu cứ quân khu phi pháo và biệt kích bám sát đội hình gọi pháo binh máy bay bắn phá liên tục trên đường đi một số đơn vị bị địch truy kích đánh trên bờ sông bồ qua động tam hanh nhiều thương binh bị trúng bom napan bỏng vết thương bị nhiễm trùng hôi thối thật thương tâm Ngày mùng 3 tháng 6 năm 1968, toàn trung đoàn về dốc hồ, chân động ngãi 1771 m. Thời gian này, trận càn của sư đoàn dù 101 của địch ra vùng a lưới bị bộ đội và du kích đánh thiệt hại, bảo vệ được kho tàng binh trạm 7. Tuy vậy, chiến dịch tấn công vào Huế đợt 2 của ta không thực hiện được quân dù Mỹ về Đà Nẵng và Huế. Hậu phương A lưới được giải phóng nhưng địch vẫn dùng B-52 giải thảm, ngăn chặn lực lượng chủ lực của ta. Ngày 18 tháng 6 năm 1968, sau 3 tháng làm đại đội trưởng, đại đội 3 bộ binh, quân lộn với địch trên đường 12 kết thúc, tôi được trung đoàn giao nhiệm vụ, trở về làm chủ nhiệm công binh. Trước khi về cơ quan, tôi tổng kết 3 tháng chiến đấu của đại đội 3 trong giai đoạn Mỹ phản kích với quyết tâm biến đường 12 thành mồ chôn lính Mỹ. Trong 3 tháng chiến đấu liên tục, đại đội 3 tiểu đoàn 7 đánh 11 trận, diệt 272 tên Mỹ, bắn cháy và đánh mìn 14 xe quân sự các loại, 5 xe tăng, 3 xe M113, 2 máy hút, 4 xe GMC vận tải, phá hủy một khẩu cối 81 ly và một máy vô tuyến điện PRC-25. Thắng lợi có ý nghĩa quan trọng nhất là đại đội 3 đã đánh bại thủ đoạn chiến thuật của Mỹ dùng biệt kích thám báo đột nhập đánh hậu phương ta. Nghe báo cáo kết quả, 3 tháng làm đại đội trưởng bộ binh, đồng chí trung đoàn trưởng Ma Vĩnh Lan cười và giao nhiệm vụ cho tôi về lại cơ quan tham mưu làm chủ nhiệm công binh trung đoàn thay đồng chí Lê Văn Tành đi giữ chức tiểu đoàn phó tiểu đoàn 9 với đồng chí Võ Vượng tiểu đoàn trưởng. Đồng chí Lan, trung đoàn trưởng động viên về làm chủ nhiệm công binh trung đoàn phát huy trách nhiệm chỉ đạo đại đội công binh vừa chiến đấu vừa phục vụ thật tốt. Tôi hứa với thủ trưởng sẽ quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhớ lại sau chiến dịch Huế là thời kỳ cam go ác liệt, thiếu gạo, thiếu muối, địch phản kích, bộ đội thương vong nhiều, nhiều chiến sĩ mới bổ sung từ ngoài Bắc đang mừng tin thắng trận khi vào đơn vị thấy chiến tranh ác liệt, đi lấy gạo thương vong ở nhà địch vào tận đơn vị đánh và phục kích bị thương tư tưởng bộ đội dao động đồng chí võ dược chính ủy trung đoàn được quân khu điều về cục hậu cần làm chính ủy và đưa đồng chí kiều tam nguyên quê đức thọ hà tĩnh đến thay về nhận nhiệm vụ chủ nhiệm công binh trung đoàn tôi nhớ lại khi chia tay anh em ban tham mưu trung đoàn có nói khôi hài hẹn gặp lại tại bếp nuôi quân nghĩa là không hoàn thành nhiệm vụ sẽ về lại cơ quan, hàng ngày đi nhận phần cơm gặp nhau tại bếp. Ngày mùng 7 tháng 7 năm 1968, đoàn cán bộ tiền trạm của trung đoàn cùng trung đoàn trưởng Ma Vĩnh Lan về T15 Mường Nọng, toàn trung đoàn được lệnh rút ra vùng Pa Đóc Lào củng cố, đi qua các trạm giao liên, nghe tin đoàn 8 sông Lô thì anh chị em binh trạm vừa yêu mến vừa lo lắng yêu mến vì tin thắng trận 25 ngày đêm ở Huế, lo lắng vì các kiêu binh đào ngũ ra trước có gây gổ với bạn bè đồng đội. Chúng tôi nhận trách nhiệm khuyết điểm và giải thích thông cảm với các trạm giao liên, trạm thông tin trên đường hành quân về Paddock. Trung đoàn bước vào đợt chỉnh huấn chính trị sâu rộng với chủ đề Quét sạch chủ nghĩa cá nhân. Tư tưởng ngại gian khổ hy sinh của cán bộ và chiến sĩ được kiểm điểm sâu sắc nâng cao quan điểm cách mạng quan điểm quần chúng sẵn sàng chiến đấu lâu dài đến ngày toàn thắng thông qua chỉnh huấn đã tạo được một ấn tượng sâu sắc chân thành trong toàn đơn vị các tư tưởng quan liêu chủ nghĩa cá nhân xa rời quần chúng ngại gian khổ hy sinh bị phê phán những cán bộ trần trừ ngại khó ngại gian khổ hy sinh được cán bộ chiến sĩ tập trung kiểm điểm sâu sắc Đồng thời, mọi cá nhân cũng tự phê bình, nhận rõ khuyết điểm. Không khí đoàn kết cởi mở trong từng đơn vị được xác định, tình đồng chí, đồng đội được nâng lên. Đồng chí Trần Quốc Huấn, quê Thạch Hà, Hà Tĩnh là trợ lý bảo vệ của trung đoàn nói với tôi: "Mình dự sinh hoạt tư tưởng với đại đội 3, tiểu đoàn 7, anh em cấp dưới và chiến sĩ không phê bình ông gì cả." đồng chí Áng, chính trị viên và đồng chí Hoàng, đại đội phó, bị kiểm điểm nhiều. Tôi cười nói với đồng chí Huấn, trợ lý bảo vệ. Có lẽ anh em phê bình tôi không sợ chết mà ham đánh nhau, diệt nhiều địch, nhiều xe, đại đội lập thành tích cao. Hai chúng tôi vui vẻ bắt tay nhau. Đây cũng là phần thưởng trong đời của ba tháng làm đại đội trưởng của tôi. Trở về làm chủ nhiệm công binh trung đoàn đồng chí Nguyễn Phương Đông làm trợ lý, hai anh em thân tình như ruột thịt. Tôi nói, cậu nhà con một cũng dám ra trận, anh phải giữ mạng cho cậu để bà mẹ ở nhà yên tâm có người thờ cúng. Khi Phương Đông xuống làm chính trị viên đại đội 1 tiểu đoàn 7 trong chiến dịch đường 9 Nam Lào, chiến đấu ở Động Cô năm 1971, lúc này tôi là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 9, một sự nhận lấy đã đành phải mong sao cho cậu em an toàn như mong muốn. Năm 1972, anh về tuyên huấn trung đoàn, chúng tôi cùng chiến đấu bên nhau. Hai anh em hợp gu xây dựng đại đội 17 công binh cùng các đồng chí đại đội trưởng Phạm Đình Lượng, quê xã Quỳnh Yên, Quỳnh Lưu, Nghệ An. Chính trị viên Phạm Xuân Hoài, quê Hải Cường, Hải Hậu, Nam Định là một đại đội mẫu mực đoàn kết phấn khởi, thông thạo nghiệp vụ làm sở chỉ huy, đánh chốt trận địa, đánh mìn, làm công sự chiến đấu, thành sở trường của chiến sĩ binh chủng. Chúng tôi tổ chức và huấn luyện đại đội công binh tinh thông nghiệp vụ binh chủng sẵn sàng lên đường chiến đấu cùng với trung đoàn khi có thời cơ và mệnh lệnh. Năm 1969, trung đoàn lại vào chiến trường đánh Mỹ ở động Abia. Đồi thịt băm dung chuyển lầu năm góc. Cuộc tổng tấn công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 ở Trị Thiên, Huế cùng với thắng lợi chiến trường Sài Gòn và toàn miền Nam trong khi Mỹ có hơn nửa triệu quân tham chiến cùng với gần một triệu quân ngụy đã buộc Mỹ ngụy phải ngồi vào bàn đàm phán với ta tại Paris nhưng mặt khác, chúng vẫn tập trung lực lượng, phản kích quyết liệt ở cả đô thị, đồng bằng, rừng núi. Ở chiến trường Trị Thiên, thời điểm cuối năm 1968 và năm 1969 là quãng thời gian ác liệt khó khăn gian khổ nhất. Một số lực lượng chủ lực phải ra Bắc để củng cố bổ sung. Trung đoàn 8 Sông Lô được hành quân ra vùng Padok, Lào, củng cố theo kế hoạch thành lập lại Sư đoàn 324. Trung đoàn Hành quân ra trạm 15, tổng trạm ở Mường Nòng, nhận bổ sung 500 chiến sĩ tân binh, quê Thái Bình và Hải Hưng, toàn là những thanh niên trẻ, khỏe mạnh, văn hóa 7 trên 10 và 10 trên 10, đã chờ sẵn tại trạm 15 hơn một tháng rồi. Nơi đây nằm trong vùng lao bảo, cách cái rốn rốt rét xoắn trùng không xa lắm. Được bổ sung về trung đoàn, có danh tiếng chiến đấu ở Huế ra, anh em rất phấn khởi. Bước đầu, trung đoàn đóng quân trên đất bạn lào trong một rừng lim xanh mát đầu mùa mưa nên tiết trời còn khô giáo tuy vậy hơn một tháng trời nằm tại trạm sự quản lý của cán bộ dẫn quân lỏng lẻo sự phòng bệnh của chiến sĩ không nghiêm túc tuổi trẻ chưa hiểu coi thường ít đề phòng mỗi rừng nên chưa làm xong doanh trại nhiều tân binh bị sốt rét ác tính xoắn trùng một số đồng chí không kịp cấp cứu đã hy sinh đại đội 24 quân y của đồng chí Nguyễn Quốc Tuyển có số bệnh nhân ngày một tăng, không còn chỗ nằm. Cân đối lại lương thực thuốc men của mặt trận, trung đoàn khó trụ nổi qua mùa mưa. Có lệnh hành quân tiếp ra Bắc củng cố huấn luyện trong đội hình sư đoàn 324. Tháng 10 năm 1968, thành lập lại sư đoàn 324, đoàn 8 sông Lô là trung đoàn 3 của sư đoàn. Cuộc tiền trạm thứ hai đi từ Đốc về Quảng Bình. Trung đoàn trưởng Ma Vĩnh Lan dẫn đoàn cán bộ tiền trạm, gồm anh em cơ quan và đầu mối các đơn vị, đi ra mặt trận B5 phía tây bắc bản Hội San chừng 10 km. Đây là mặt trận chỉ huy đánh địch ở Hội San và Làng Vây phía tây huyện Hương Hóa. Gặp tư lệnh mặt trận Nguyễn Anh Đệ, chúng tôi rất vui mừng được bộ tư lệnh tiếp đón nồng hậu và không ngớt lời khen trung đoàn đánh giỏi lớp chiến sĩ trẻ của quân đội ta hiện nay đánh rất giỏi chiến thắng thành phố huế là xuất sắc đoàn cán bộ khiêm tốn không dám nhận vì cũng tự thấy sau mộ thân còn nhiều điểm yếu là đơn vị đói ở thừa thiên huế ra đoàn tiền trạm chúng tôi được ăn cơm no với thịt hộp bữa ăn có phần tươi đủ thật sướng cả về tình cảm và vật chất không dừng lâu đoàn xin từ biệt để ra cù bai và về quảng bình chuẩn bị chỗ ở cho bộ đội về quảng bình trung đoàn trú quân ở vùng động giao phía tây huyện lệ thủy và quảng ninh một thời gian mỹ ngừng ném bom miền bắc chúng tôi xuống đồng bằng đóng quân tại mai thủy mỹ thủy và trường thủy gần ngã ba thạch bàn sư đoàn bộ binh gần ngã ba thạch bàn sư đoàn bộ sư đoàn 324 đóng quân ở xã Xuân Thủy, Lệ Thủy. Cuộc sống của người chiến sĩ ở bìa rừng Lệ Ninh, Lệ Thủy Quảng Bình cũng có những kỷ niệm sâu sắc. Đây là vùng rừng xanh nguyên sơ, chim chóc, cá suối nhiều nên bữa ăn có được cải thiện. Nồi canh cá trào với khế rừng có tí mì chính thật mát lòng. Chúng tôi ngâm thơ tố hữu: Mình về rừng núi nhớ ai chám bùi để dụng, măng mai để già và ăn chám đen hàng ngày, rừng chám bạt ngàn, ngày nào bữa ăn cũng có chám xào thịt hộp, thật là chám bùi để dụng, chám dụng đen gốc. Được về đồng bằng vào cuối năm 68 lại càng phấn khởi, các mẹ các chị hết lòng thương mến, nhường chỗ ở, mặc dầu còn vất vả đói kém nhưng người dân hầu như không tiếc gì với bộ đội có miếng ăn cũng nhường nhịn như con em trong nhà. Được ra củng cố trong điều kiện vật chất và tình thương của đồng bào miền Bắc, chúng tôi nghĩ và hết sức chia sẻ với Trung đoàn 6 và Trung đoàn 9 còn ở lại chiến trường, bám trụ để dành dân giữ đất, giữ địa bàn, giữ lòng tin cách mạng và chỗ dựa cho dân, mong ngày trở lại chiến trường để cùng chiến đấu cả trung đoàn hành quân dần từng chặng từ Thừa Thiên ra Mường Nòng lại ra Động Giao và xuống Đồng Bằng Lệ Thủy, Quảng Bình. Một hành trình không thể quên. Đây là cuộc hành quân mang vác và khiêng nặng chưa từng có. Anh em tân binh bị sốt rét hàng loạt. Chiến sĩ cũ và cán bộ khiêng dìu chiến sĩ mới, già tha trẻ thật tội nghiệp. Dọc đường có đồng chí sốt quá nặng phải gửi lại binh trạm có đồng chí hy sinh phải mai táng bên đường. Bây giờ mộ anh em đó về đâu, ai quản lý, ai quy tập. Các bậc cha mẹ thật đau lòng khi được tin con em mình hy sinh chưa xứng với nghĩa vụ. Có thể có người chưa được báo tử. Về Quảng Bình, trung đoàn được bổ sung hai tiểu đoàn tân binh nữa. Tôi nghĩ giá như tiểu đoàn ở Lào không bị sốt rét thì quân số không phải bổ sung lớn thế đây là ký ức đau lòng của người chỉ huy sực nhớ câu chuyện khi vào thừa thiên bộ đội nấu có khói các anh các cụ dân tộc miền tây đã quát bộ đội nấu khói máy bay mỹ đánh bộ đội chết có bổ sung dân chết không có bổ sung anh em có người cười nhưng ai cũng thầm thấy ý tứ thật sâu xa khi bộ đội hỏi ở đây bà con thuộc dân tộc gì họ trả lời đây là dân tộc anh hùng tất cả ai cũng tự thấy dân tộc paco ở đây anh hùng thật trong gian nan cực khổ vẫn một lòng một dạ trung thành với cách mạng với cụ hồ người dân nơi đây bám làng bám bản dũng cảm tiếu phỉ trừ gian diệt biệt kích bảo đảm căn cứ hậu phương an toàn cho bộ đội giải phóng cho lực lượng cách mạng nối liền miền núi với miền xuôi Win Uyên Uyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi Xin kính chào và hẹn gặp lại